Dạ 24 tháng 6 chế tạo máy phát cỏ Việt Nam review cho bà con một con phát cỏ ngồi lái ạ. Con này là hai cầu, thường thường nó có chữ 4 V đúc là hai cầu ạ. Thì con này là máy Kubota 13HB. Máy thì cũng xịn sò đấy ạ. Đây, máy OHV Kubota. Con này có đề, sổ giật vẫn được nhưng mà em không lắp giật, thường là lấy những dòng này thì mình đề. Máy lốp thì tương đối còn rất là đẹp. Dàn thì liền lạc đều lắm. Cái ưu điểm của cái địa hình Việt Nam mình ấy là bà con nên nhớ là phải có hai cầu ạ. Về những dòng một cầu thì đi thứ nhất là đồi núi, địa hình Việt Nam mình nó gồ ghề ấy, là đi một cầu cái là nó rớt xuống hố cái là không thể đi được, không lùi được luôn. Nhưng mà đặc biệt hai cầu thì sẽ phù hợp với tất cả các cái địa hình Việt Nam mình. Riêng cái dòng này thì là nhỏ gọn, rất là nhỏ gọn, xoay sở dễ, phù hợp với cái địa hình Việt Nam mình. Nó là hai dao đó, nó hai dao, đường dao của nó là 1m2, ký hiệu của nó là SRM4200D đấy, của Kubota đó. Đó, lốp này, lốp lát thì không có vết nứt lốp trước, và lốp sau thì nó cũng hơi nứt rạn một tí ạ, do lâu ngày mà. Thì dòng này thì nó có một số lùi, ba số tới ạ. Bên đây là cần, này là cần Amaza của đằng trước. Rồi đó, Amaza đằng trước, còn cái cần bên trái là Amaza của số ạ. Hai bên là thắng. Đây là chỉnh cao thấp ạ. Cái cần này là chỉnh cao thấp. Đây là ti điện ạ. Ti điện thử lực nâng hạ, nâng cao thấp này. Em nâng lên cho bà con xem này. Đó, hạ xuống này. Rồi, nâng lên này. Rồi đó. Đặc biệt là cái dòng này là đều xài côn Amaza hết ạ. Đây này, đây là Amaza của khách ạ. Còn bên kia là Amaza của, còn một cái Amaza dưới ạ. Amaza của số ạ. Cho nên là không dùng tăng đơ đâu. Nếu mà dùng tăng đơ thì cái địa hình Việt Nam mình thường thường nó phát là quá tải, cho nên nó hay bị hư lắm, hay bị hư dây lắm. Còn nếu mà làm nhỏ nhẹ mà phát nhỏ nhẹ thì dùng tăng đơ thì ok hết ạ. Đó. Con này thì quá hợp lý với cái địa hình Việt Nam mình, rất là phù hợp. Bà con nào mà dùng xe ngồi lái thì nên nhớ là phải chọn cái loại hai cầu ạ. Chứ một cầu là đảm bảo là đi không được, rất là khó khăn. Khi mình di chuyển trong vườn, trong rẫy, đất nó lún hoặc là trơn chuột rất là khó khăn. Thì dòng này thì em đã chọn cái dòng này thì đặc biệt là phù hợp với bà con. Chiều ngang của cái hai lốp này là 90 ạ. Chiều ngang là từ bên này qua này là 90. Chiều dài tổng thể từ đây lên trên đầu cứ là 2m4. Còn nếu mà bà con nào mà mai mốt mà hết mùa phát cỏ á, rẫy nhiều, diện tích nhiều á, thì bà con mình gỡ cái đầu ra, gỡ hai cái chốt ra, là để chiếc xe này mình đi thăm rẫy, thăm vườn, thăm sâu bệnh á. Còn nếu mà kéo 5-700, 2-300 kg á, thì làm cái móc mình kéo bình thường ạ. Đấy. Thì bây giờ em test thử cho bà con xem cái cơ cấu hoạt động của nó như thế nào. Rất đơn giản ạ. Dòng này thì sử dụng dễ, rất là đơn giản. Thank you.
Đấy, hình thức nó như vậy ạ, rất là dễ sử dụng, dễ lái ạ. Bà con nào mà có nhu cầu thì liên hệ em 0982 411 160. Rồi em xin cảm ơn ạ.